Gần đây, một số người dân tụ tập đông đúc trước trụ sở của Ngân hàng Sài Gòn, bày tỏ sự bất bình liên quan đến các hợp đồng trái phiếu mua theo tư vấn của nhân viên ngân hàng. Tại cuộc họp ngày 4 tháng 11, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân TP HCM yêu cầu SCB phối hợp với Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP HCM, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Tư pháp và các đơn vị khác chủ động bố trí địa điểm tiếp người dân rộng rãi. SCB được yêu cầu cung cấp thông tin, giải thích rõ ràng, ân cần, lịch sự và tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của người dân để hỗ trợ và tuyệt đối không được né tránh. Văn bản thông tin về kết luận chỉ đạo của TP HCM cho hay, sau chỉ đạo của thành phố, ngày 7 tháng 11, SCB cũng lần đầu tiên tổ chức buổi làm việc trực tiếp với một số khách hàng mua trái phiếu của công ty An Đông thông qua ngân hàng. Nhiều người dân tại cuộc họp bức xúc khi nhân viên ngân hàng đã mượn uy tín của ngân hàng để chào mời họ mua trái phiếu một cách sai lệch và thiếu trung thực. Nhiều người mua trái phiếu trong bối cảnh chung sau khi vừa tất toán sổ tiết kiệm, được giao dịch viên tư vấn chuyển qua loại sản phẩm mới. Một số khách hàng lớn tuổi của SCB cho biết, nhân viên ngân hàng lợi dụng sự thiếu hiểu biết của họ, mời chào chuyển sang sản phẩm tiết kiệm linh hoạt rút gốc 31 ngày dưới dạng trái phiếu. Thậm chí, nhân viên còn tư vấn đây là sản phẩm ưu đãi dành cho khách hàng lâu năm, có rủi ro rất thấp vì doanh nghiệp nằm trong hệ sinh thái với ngân hàng. Nghe theo lời nhân viên, nhiều người lớn tuổi đã chuyển toàn bộ tiền tiết kiệm tuổi già chuyển qua loại sản phẩm mới này. Sau khi đồng ý, nhiều khách hàng ký vào tờ ủy nhiệm và ra về. Họ không hề được tiếp cận tới bất kỳ tài liệu nào liên quan đến trái phiếu doanh nghiệp, cho tới gần chục ngày sau mới nhận được hợp đồng đầy đủ. Theo nhiều người dân tại cuộc họp với lãnh đạo SCB, ngân hàng giữ bản hợp đồng này hơn chục ngày mới trả nên khách hàng hoàn toàn không có cơ hội đọc kỹ, cũng như hủy hợp đồng trong 3 ngày từ lúc chuyển tiền mua theo quy định. Trên hợp đồng trái phiếu, mã số nhân viên tư vấn cũng thể hiện là một người khác, hoàn toàn không phải là nhân viên ngân hàng đã cung cấp thông tin cho họ. Tại cuộc họp ngày 7 tháng 11, Phó Tổng Giám đốc Thường trực SCB cho biết, ngân hàng không chủ trương chỉ đạo cán bộ nhân viên tư vấn sai lệch cho khách hàng. Tuy nhiên, ông khẳng định ngân hàng không vô can trong vấn đề liên quan đến trái phiếu của khách hàng. Do đó, ngân hàng cam kết cùng phối hợp với công ty chứng khoán Tân Việt tổ chức phát hành, các cơ quan chức năng có liên quan để đồng hành cùng với người dân. Đại diện của chính quyền địa phương tại cuộc họp cũng cho biết, SCB sẽ cùng các bên có liên quan tham mưu cho thành phố, sớm có văn bản gửi đến Trung ương để kiến nghị giải pháp nhằm đảm bảo quyền lợi và lợi ích hợp pháp của người mua trái phiếu. Theo công ty chứng khoán Tân Việt, có khoảng 40.000 khách hàng mua trái phiếu An Đông qua SCB.